Vâng, chào khán giả. Chúc khán giả mình một buổi chiều tốt lành. Nào, buổi chiều Chủ nhật em có mặt tại cái bến đò Dàm Kỳ Hôn. Bến đò này rất là đẹp vào buổi chiều. Hôm nay là ngày chiều Chủ nhật ạ. Khách lên xuống cũng rất là đông. À, khán giả mình cùng xem ạ. Nước cạn quá chừng luôn. Giờ này nước cạn. Hôm nay em đi ngay giờ này nước cạn. Khung cảnh rất là tuyệt vời. Cứ quay bấm thôi. Ok, đi xuống đây. Quay lại đi. Cảnh trời sáng quá trời. Quay xa lưng. Quay xa lưng. Có caramel quay xa lưng em nữa. Vậy anh cùng xem là bến đò rất là đẹp rồi. Mà buổi xế chiều luôn. Giờ này tầm khoảng 23 giờ chiều. Ở xung quanh đây nơi đây người ta chở mụn dừa để trồng mai, trồng hoa kiển quá chừng luôn nè. Rất là nhiều mụn dừa được chất ở đây. Mụn dừa này dành cho trồng hoa kiển sẽ rất là tốt luôn ạ. Sông nước cạn. Nước quá cạn luôn. Em hẹn với chị của em cũng đến đây để quay đò để khán giả xem. Mà giờ này chưa kêu đến. Chiếc xà lan nước cạn, chiếc xà lan này nè, đi lấy hàng quá trời. Rồi đò bắt đầu là rời bến, bên đây là của xã Sơn Đông, sẽ đến bên mé bên Mỹ Tho là bên kia. Anh này đầu chạy xuống cũng hên là còn kịp chuyến đò, nước rất là cạn luôn. Ê, cái đò nó kìa. Tay xuống đò nó đẹp lắm. Mỗi tay hả? Đây. Mỗi tay chưa? Đây, đưa đây. Đây, lại đi chơi. Lại mé này nè. Lại mé này ngồi chưa? Vô quán nước đi, vô quán nước ngồi đi. Vô nước uống đi. Khổ ghê, caramel nữa. Caramel đưa cầm quay giùm hai. Caramel quay mỗi tay nữa chứ. À đi mà cứ kêu mặc quần dài mà không chịu mặc á, cứ đòi mặc cái bộ đồ như thế cho nó mát con mẹ. Chiếc đò nước cạn á, băng qua bên bển rất là lẹ luôn, nước rất là cạn. Xa xa có chiếc xà lan đang chạy đến đó nè. Chiếc xà lan chạy đến rất là to luôn. Rồi. Nước cạn quá, nhìn nó không có đẹp bằng nước lớn. Khán giả mình đây, nước cạn là nhìn cái bờ nó lồi lên đây nè, toàn lồi đá lên quá chừng luôn. Đá cặp bên mé rất là nhiều đá.
bắt đầu qua đến rồi. Đi xuống dưới nhà dọc ở dưới mấy bờ luôn kìa. Thỉnh thoảng mới thấy được nước cạn như vậy, lòi đá bên bờ quá chịu. Xà lan giờ này chạy ít quá, không giảm được, chạy rất là ít luôn. Tại vì nước cạn, xà lan chạy ít rồi là đò băng qua băng lại. Vỏ lãi, vỏ lãi khán giả mình chiếc vỏ lãi chạy đẹp quá, đi này đi đặt dến nè, ở dưới sông vỏ lãi chạy rất là đẹp luôn. Wow, vỏ lãi chạy sóng nó vỗ vào bờ. Bé, trời ơi, làm gì đó, làm gì đó, trời ơi, bắt con gì, trời ơi, bé bắt cua. Nước cạn nó cặp bằng cái bằng nữa, không lên, ô, chiếc vỏ lãi nữa kìa. Xịn rồi, xịn rồi, đi trở lại. Mà ơi, em bé đứng ở dưới mình nè. Gì? Hả? Cái gì ở đó? Có cái gì? Hả? Con gì hả? Cái gì ơ? Thôi, mang dép rửa chân lại đây, rửa chân nè. Thôi đi về, thấy không xong rồi, đi về thôi. Xách đôi dép lại đằng đây rửa chân. Rồi. Nước cạn, mặt trời chói, em đứng hướng đó mặt trời chói quá.
khách đợi đò, giờ này là khách đợi đò đi qua Mỹ Tho rất là đông chứ. Rồi cái bé thấy cái nước là mê rồi, dọc dọc nước à. Ôi vô lại nữa. Ôi vô lại chạy rồi. Giờ em thấy rất là nhiều chiếc vỏ lãi chạy luôn á, đa số họ đi đặt tôm đặt cá hoặc đi công chuyện, họ chạy bằng vỏ lãi, nó lẹ, tốc độ rất là lẹ nên họ đi. Nên đây giờ rất có nhiều vỏ lãi, lúc trước ở Ca Lậy hoặc là Đồng Tháp mới có, nhưng bây giờ ở dưới Chợ Gạo vẫn có.